nhiều tuần liên tiếp, phim trên truyền hình Vĩnh Long đã cùng với quý khán giả gặp gỡ nhiều gương mặt diễn viên cũng như là đạo diễn của bộ phim Con Gái Bố Già. Vậy còn diễn viên nào mà chương trình vẫn chưa giới thiệu? Quý khán giả sẽ biết ngay trong phần sau của chương trình. Nhưng trước tiên, xin mời quý khán giả cùng gặp lại đạo diễn Nguyễn Phương Điền để lắng nghe tiếp câu chuyện của kỳ trước về một người diễn viên được đạo diễn quý trọng nhất trong Con Gái Bố Già nha. Thì khi mà Điền đi kiếm mỗi nhân vật Phu Xỉn là mỗi nhân vật nước ngoài, thì anh Thanh Hoàng là một trong những cái người mình suy nghĩ đầu tiên. Mình đánh tiếng, mình mời anh cà phê để mình nói chuyện với anh. Thì khi anh ra thì anh nói là: Phương Điền ơi, anh biết em định mời anh một cái vai. Anh cũng chân thành cảm ơn em. Cái sức khỏe anh thì cũng mới vừa xong một cái đợt trị bệnh. Tóc tai em thấy không, nó cũng rụng bớt rồi, da mặt nó cũng đen sạm hết rồi. Để khi nào mà anh thật sự khỏe thì anh sẽ tham gia Phương Điền VinFast vậy. Khi mình thấy anh nói vậy mình cũng ngại ngại. Mình nói thôi vậy cũng được, thôi để khi nào anh khỏe anh làm với Phương Điền một lần nha. Cái mình về mình cũng cố gắng mình đi tìm một hai diễn viên nữa. Nhưng vẫn sẽ nghĩ sao ông anh Thanh Hoàng này anh cũng ám ảnh mình quá. Cái mình mời anh ra cà phê lần nữa. Cái anh nói: Ủa mày chưa quay xong phim đó hả? Vậy hả? Tao cũng mới vừa uống thuốc xong rồi, tao thấy có khỏe cũng ấy rồi. Thôi thì mày định mời anh ra gì mày nói thôi. Nói một cái vai, một cái nhân vật giang hồ mà ở bên Hồng Kông. Thì ở cái nhân vật của anh Thanh Hoàng mình đắn đo, ảnh sẽ đóng vai từ 22 tuổi và dài đến khoảng chừng 50 tuổi. Đó, thì mình nói anh Hoàng ơi, anh cái giai đoạn 50 thì em hoàn toàn em tin tưởng. Nhưng mà giai đoạn 22 thì em hơi khó xử. Thôi em mời diễn viên Hứa Minh Đạt, nó giống Thanh Hoàng lắm, sẽ đóng cho anh vai trẻ. Cái nói mày nghĩ vậy là không được, anh nghĩ một vai tốt hơn. Thôi mày nói vậy thì thôi cho anh về anh suy nghĩ đi. Thì bữa sau ổng gọi mình ra, mình đi thẳng vô quán, cũng giáo mắt tìm xung quanh. Ủa sao ông Hoàng này ông hẹn mình ra đây không thấy, ở gọi điện thì nó tao ngồi góc này nè. Thì mình ngồi thì mình giờ thấy một cái anh cứ ngồi anh sụp cái nón gì nè, rồi tóc thì dài như hiện tại ở trong phim á. Cái mình đến gần cái mình giờ mà mình thấy ông ngẩng lên ông giờ mình, nó ủa ai giống Thanh Hoàng á. Ủa mày không nhận ra tao hả? Tao Thanh Hoàng nè. Cái ủa anh Hoàng sao trẻ vậy? Thì ra là lúc mình nói vậy thì anh Hoàng ảnh có hơi tự ái. Thì ổng làm như vậy là mình hoàn toàn mình tin tưởng ổng. Và nó thôi anh làm luôn thời trẻ đi, khỏi cần Hứa Minh Đạt. Thì ảnh vô anh diễn thì quá ok, không có gì mình phải ngại hết. Gia diễn Phu Xỉn đã hoàn toàn không có gì đáng ngại. Nhưng điều đạo diễn Nguyễn Phương Điền và cả đoàn phim Con Gái Bố Già tiếc nuối nhất chính là nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng đã không kịp xem vai diễn cuối cùng của mình. Nghệ sĩ qua đời vào cuối tháng 7 năm 2018, trước ngày bộ phim phát sóng 2 tháng. Qua chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Phương Điền vừa rồi, chúng ta thấy được nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng là một người làm việc rất chuyên nghiệp. Đã nhận vai thì sẽ làm đến cùng. Đó là đức tính mà ekip đoàn phim ai ai cũng quý trọng. Nhất là cảnh cuối của Con Gái Bố Già. Do thời tiết không thuận lợi, đoàn phim đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng chính sự lạc quan của cố nghệ sĩ đã giúp đoàn phim vượt qua tất cả để hoàn thành bộ phim. Dù vẫn còn nhiều sơ suất, nhưng đó là cố gắng của cả một tập thể, trong đó có người nghệ sĩ tài hoa Thanh Hoàng. Quý khán giả thân mến, trong các số trước của phim trên truyền hình Vĩnh Long thì chúng ta đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện với các diễn viên cũng như là đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Nhưng ngày hôm nay thì Nguyễn Hiếu xin mời quý khán giả chúng ta cùng tiếp tục trò chuyện với một anh chàng diễn viên mà tin chắc rằng khi mà quý khán giả xem phim sẽ đồng ý với Nguyễn Hiếu rằng anh chàng này trên phim khá là lạnh lùng. Xin được giới thiệu diễn viên Lâm Minh Thắng. Xin chào Hiếu, xin chào khán giả của kênh truyền hình Vĩnh Long. Phải nói là trước cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chuẩn bị tâm lý là sẽ gặp một chàng diễn viên lạnh lùng nè. Rồi giống như em vừa chia sẻ đó, bậm trợn. Lúc nào cũng dữ dàng hết nhưng mà bên ngoài dễ thương lắm. Và em cũng hy vọng là ngày hôm nay anh em mình sẽ có một cái cuộc trò chuyện mà rất là thân mật để giúp cho quý khán giả hiểu thêm về nhân vật Cao Bằng cũng như là hiểu thêm về diễn viên Lâm Minh Thắng nữa. Ok. Dạ, anh Thắng ơi, thì không biết là vai diễn Cao Bằng trong bộ phim Con Gái Bố Già hiện đang rất là được nhiều khán giả yêu thích, thì không biết là anh đến với vai diễn này như thế nào? Thật sự thì hồi xưa giờ thì anh với anh Điền á thì làm trong nghề với nhau thì hầu như là biết nhau hết, nhưng mà chưa có làm việc chung bộ phim nào. Hầu như là phim Con Gái Bố Già đây là phim đầu tiên mà anh hợp tác với anh Điền. Khi mà đạo diễn Nguyễn Phương Điền chọn anh thì chắc chắn là đạo diễn cũng có cái suy tính của mình rồi.
là từ đó đến giờ Lâm Minh Thắng thì khá là thích hợp với cái vai còn, là đúng rồi, chút xíu nào, lạnh lùng nữa. Mặc dù như ngoài đời rất là dễ thương, đúng không? Em cũng nhận nhanh không hiểu? Dạ. Em ráng chờ đến cuối buổi trò chuyện ngày hôm nay để có cái nhận xét riêng ha. Lâm Minh Thắng, nam diễn viên không còn quá xa lạ với khán giả truyền hình. Với ngoại hình điểm trai, có nét lãng tử và hơi phong trần, mà anh luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các vai phản diện gai góc, có tính cách lạnh lùng khó đoán. Vì vậy, không lấy làm lạ khi đạo diễn Nguyễn Phương Điền quyết tâm chọn anh vào vai Cao Bằng, một trong những vai được đánh giá là ấn tượng nhất con gái bố già. Khi mà anh tham gia như vậy thì cho đến thời điểm này thì bắt đầu bộ phim bấm máy là đến thời điểm này là khoảng bao lâu rồi anh? Anh nghĩ chắc là anh nhớ còn làm chắc là một năm hơn. Vậy là bây giờ khi mà mình trò chuyện về bộ phim này thì chắc chắn là cảm xúc của mình cũng còn khá là đong đầy về bộ phim này. Không, thật sự á, chưa có bộ phim nào mà anh tâm đắc mà anh khi mà anh làm phim xong á anh xem lại. Hầu như là anh xem lại, thậm chí là anh còn chụp lại những cái cận cảnh của anh làm, mà anh về anh mở cái app lên, cái app lên của truyền hình Vĩnh Long, anh mở lên xem, em mở lên coi khúc nào của anh diễn, coi những cái phân đoạn nào anh diễn cảm thấy anh đã sung sướng nhất, mình cảm thấy ok mình làm được. Còn những cái phân đoạn mình cảm thấy mình diễn chưa đã quá, cái mình nghĩ ủa tại sao mà bước đó mình làm được như vậy, làm tốt hơn nữa. Nhưng mà bây giờ nhìn tổng thể lại cả bộ phim, cả thành phẩm đã có rồi thì cái mức độ hài lòng của anh đối với bộ phim này là khoảng bao nhiêu phần trăm nhỉ? Khi anh bước ra được, thậm chí anh về quê mặc quần sọt, áo thun ba lỗ ra ngoài anh em, trời ơi, chú của bạn nè, trời ơi, các bạn kìa, trời ơi, mà ở ngoài thì đánh anh hay giỡn dữ thôi, trời ơi, sao trong phim đấy có người bên kia, trời ơi, cái thằng này trong phim nó ác, nó lạnh lùng, sao ngoài mặt nó dễ thương mà sao nó bình dân ấy, trong phim nó mập sao mà nó ốm, cái thằng mà anh nghĩ già trẻ bé lớn gì đều thích cái vai của anh, hầu như là chắc là ấn tượng nhưng mà thích chắc là ghét thôi, mà hỏi sao trong phim ác quá vậy. Nó không phải đâu, ngoài hay sao ngoài đời nó dễ thương. Ông tại trong phim mà cô đạo diễn bắt sao làm vậy? Còn ngoài đời mà con ác như vậy người ta quýnh con chết. Cái nó ha. Thì không biết là đối với cái vai Cao Bằng của anh thì không biết là có điều gì hấp dẫn hoặc là có những cái khó khăn nào riêng đối với cái vai này không anh? Khi mình làm cái vai này, cái khó khăn nhất của Thắng là làm sao mình cho khác hoàn toàn những cái vai diễn trước kia. Mà cái may mắn thứ hai nữa là phim này mình được rất nhiều cô gái mê. Hầu như là Kim Cương nè, Ruby nè, rồi một cô sát thủ bên kia về nữa. Đây, ba cô, nhưng mà hầu như là anh này cứ lo làm việc, không có một nụ cười luôn. Không lẽ nguyên 3 tháng trời mình không cười được ta. Nhưng mà thấy trong cái nhân vật của anh chàng này, nó có một cái gì đó tố chất nội tâm cực kỳ ghê gớm. Có cái gì đó là con người. Trong vai Cao Bằng, trong bộ phim Con Gái Bố Già này thì khán giả ấn tượng với vẻ lạnh lùng, mà cái vẻ lạnh lùng đó mang lại là do mình có bộ râu nữa, bộ râu đặc trưng mà. Thì cái bộ râu này nó làm cho mình ngầu lên, ngầu đúng không anh? Em nói cái hàm râu mà ngầu anh mới nhớ em kể một cái chuyện vui lắm. Một thằng bé kìa, khoảng chừng tuổi mấy, 2 tuổi rồi, cho ăn, mẹ cho ăn, cái mẹ cứ thấy mình có râu nè, kìa chú nhìn kìa, cái mình cho bộ mình làm nó cho ăn mà, cái anh xoay qua nè, nè, ăn không? nó không mấy tiếng đồng hồ luôn á. Anh lợn ẩm á, xin lỗi, không chú yêu thương, không sao, không biết sao, chắc là hầm đâu mình thấy nó sợ hay sao á. Mà mặc dù vậy nhưng mà ở ngoài đời dễ thương lắm. Thật sự thì có lúc Thắng muốn thay đổi hình tượng mình lắm, nhưng mà thật sự bây giờ nếu bây giờ mà Thắng thay đổi hình tượng thì giờ phải cạo râu nè, làm tóc kiểu mà Hàn Quốc lên ha, chuyển sinh lên nhưng mà sợ mọi người thấy cảm giác ủa sao Lâm Anh Thắng này lạ quá mà hiền quá, thật sự cũng muốn thay đổi. Mà Thắng cũng sẽ hứa với tất cả mọi người sau này chắc có một cái vai diễn nào đó truyền hình mà vai diễn hay đi thì Thắng sẽ hy sinh bộ râu này, tóc tai này, làm một cái gì đó cho nó mới mẻ, cho nó dễ thương hơn, cho khán giả cảm thấy gần gũi hơn. Nhưng mà thật sự thì thấy râu điên vậy chứ, mà mấy người râu điên vậy chứ không có gì hết, dễ thương thôi, hù để dành hụ nít để cho ăn cơm. Sau chia sẻ này của Lâm Minh Thắng thì khán giả truyền hình đã có thể hy vọng về một hình tượng hoàn toàn mới của Lâm Minh Thắng trong những bộ phim sắp tới của anh rồi, đúng không nào? Còn bây giờ MC Nguyễn Hiếu sẽ điều tra xem Lâm Minh Thắng nghĩ gì về cô bạn diễn xinh đẹp Nhật Kim Anh nhé. Riêng anh thì không biết là anh nhận định như thế nào về cái khả năng cưa sừng làm nghé của chị Nhật Kim Anh ạ? Không, thật sự thì quay thể hiện cái vai của mình là cũng là cực kỳ tốt, cực kỳ hay. Tự chung lại là anh đã thống nhất giống như là anh Thanh Bình với lại anh Minh Luân là thấy chị Nhật Kim Anh cưa sừng làm nghé hợp, đúng không ạ? Ok, thấy bé cũng nhí nhảnh. Không biết là anh có cái kỷ niệm vui nào để mà chia sẻ với khán giả? Là cái phân đoạn là hai anh em nhảy xong, tức là có xem, Hiếu có xem, tất cả mọi người đều xem cảnh là hai anh em là rồi xong, mà khi mà chuẩn bị quay phân đoạn đó thì hầu như là nước nó tuột xuống, anh Điền kêu xa ra thì xa anh thì biết bơi không sao đúng không, còn sợ gần là gái chứ, mà lúc đó là nước mà kiểu mà nước xuống, nó rút xuống, nước nó chảy mạnh lắm. Xong rồi cái anh em mới bạn nha, nè lát anh em mày xuống á
nhưng mà đứng ra xa sâu nguy hiểm nha. Dù đứng tới đây cái anh em mình hụt xuống. Nói chung là có thương lượng từ trước. Bạn giữa hai anh em mà bạn trước nó. Xong rồi cái Kim Cương mới nhảy xuống trước, anh mới nhảy xuống sau. Nhảy xuống cái đồn lúc đất tới đây. Mà sình cũng mình không biết như quê mà sình nó bung lên rồi nhỏ hồ nước nó đen tôi hai anh em luôn. Cuối cùng phải quay lại anh Điện nói tao nấu rồi đi ra sao mày kia ra. Dạ quý khán giả thân mến, quả thật ít phút ngắn ngủi trò chuyện với anh Lâm Minh Thắng, nhưng mà Nguyễn Hiếu xác nhận ở ngoài anh Lâm Minh Thắng rất là dễ thương. Hy vọng là quý khán giả nghe lời chia sẻ của anh Lâm Minh Thắng thì sẽ càng yêu thích vai diễn của anh trong thời gian sắp tới nữa quý vị nha. Nên là cái điều quan trọng nhất á là còn đúng có một tập nữa là bộ phim Con Gái Bố Già sẽ kết thúc lại. Nhưng mà bây giờ Thắng nói ra, bảo đảm khi mà khán giả tất cả mọi người mà cái yêu mến Thắng, bảo đảm xem cái tập cuối cùng mà mọi người không rơi nước mắt, Thắng chịu gì cũng chịu. Rơi nước mắt gì thì Thắng, vì anh Cao Bằng. Hứa luôn, chắc chắn sẽ rơi nước mắt vì anh Cao Bằng. Chúng ta đã cùng với hành trình xem phim Con Gái Bố Già thì tiếc gì một tập cuối cùng mà quý khán giả không xem đúng không ạ? Và quý khán giả hãy chờ xem tập cuối để xem diễn viên Lâm Minh Thắng chia sẻ từ nãy đến giờ có đúng như vậy không nha. Không có ác nữa đâu, dễ thương lắm. Dạ, nhớ một lần nữa thì xin được cảm ơn anh Lâm Minh Thắng rất là nhiều. Cảm ơn chúc anh nhiều sức khỏe nha. Ok em, cảm ơn tất cả mọi người. Anh chàng Lâm Minh Thắng đã cam đoan về cái kết hết sức bất ngờ của tập phim tối nay đến như vậy, thì có lẽ khán giả lại càng có thêm động lực để đón chờ những tình tiết cuối cùng của Con Gái Bố Già rồi, phải không nào? Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình hôm nay đã hết. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau.